em về thăm luôn hả? Không biết, nhưng thật sự là em về lúc mà em khi em trở về nhà hẳn á thì ba em có nói là tại sao mày về hoài mà mày không kêu gọi ai hết, mày không vô nhà. Tại vì hàng xóm thấy, hàng xóm kể lại. Của em, anh chỉ muốn hỏi là khi mà ba mẹ em chia tay đó, vì sao không phải là ba hoặc là mẹ em nuôi dưỡng em mà phải là nội của em? Lúc đó em không biết gì hết, em chỉ sau này em chỉ nghe lời những người trong gia đình kể lại thôi. Hai người cũng giành giật em à. Ba em thì giành được em và để về nhà cho nội em nuôi. Ba em lúc đó làm xa, ba em làm ở Phú Quốc á, là ít thỉnh thoảng về nhà lắm nên là để cho nội nuôi. Thì ba mẹ em ly dị thì mẹ cũng có người khác và ba em lại cũng có một người khác. Rồi em có hay gặp lại mẹ không? Tính lúc em 21 tuổi, thật sự khoảng thời gian đó em nói câu này có thể là em khá bất hiếu, nhưng thay cuộc sống của em nó cho em cái suy nghĩ đó. Vì cuộc đời em chỉ coi trọng một điều là người bà em thôi. Em không quan tâm tới ba mẹ mình và em cũng không buồn. Người nhắc tới ba mẹ mình rất buồn, mình hết tuổi nhưng mà thôi em lại không có những chuyện đó. Nói chung là trong đầu em chỉ có suy nghĩ về bà thôi. Dạ đúng. Tại vì em quá có nhiều kỷ niệm về bà. Là nội em luôn dắt tay em đi học, lúc nào đồ ăn cũng là chỉ là chừa cho em, chỉ lúc nào cũng là thằng chuột. Thằng chuột vì thằng nhỏ em có biệt danh là chuột. Tại lúc em rất là ốm, rất là xanh xao, lúc nào cũng là chỉ là thằng chuột, lúc nào thằng này là cháu nội tôi này nọ. Rồi lúc nào cũng dắt em đi chơi và cho tiền em đi học. Nó có thể là ngủ chung hay giỡn hay hát cho em nghe. Rồi chung là nhiều kỷ niệm lắm, kể sẽ không bao giờ em kể hết được đâu. Nhưng mà khi em về em thăm, em đứng em nhìn bà em rồi, tại sao em không vào? Tới hiện tại lúc này luôn đó, em có một cái chứng gọi là em cố gắng thay đổi nó lắm rồi, nhưng mà hiện tại em chưa thay đổi được là cái tôi của em quá cao. Em không muốn vô nhà đó nữa, em không đặt chân mình vào căn nhà đó. Vì căn nhà gọi là em không đặt chân vào. Khi nội em á chết á, là ngoài nội em bệnh hay là vì tuổi già nội em chết? Thật sự thì trong khoảng thời gian em thăm đó, nội em cũng đã bệnh. Vậy cũng đã từng biết nội em bệnh, từng... Nội bệnh gì cưng? Nội em bị xuất huyết não. À, xuất huyết não. Và bị tai biến. Trong hai cái đó bị cùng một lúc thì em cũng đã về và cũng đã vào bệnh viện em thăm. Thật sự là em mừng đến nỗi là chỉ biết đứng khóc và không biết nói nên cái gì nữa. Tất cả con cháu gia đình đều đứng xu họp, tụ họp ở đó hết. Và nội em chỉ có nhớ một thằng, nhất là thằng chuột thôi. Còn tất cả những người khác kêu nội, kêu má, kêu mẹ, nội em không biết ai hết. Chỉ biết hỏi một câu là thằng chuột đã về chưa. Nằm trên giường nói vậy hả? Lúc đó em đang đứng đó và chị ôm là con đang ở đây. Và lúc đó em chỉ nói được một câu là xin lỗi nội, vì từ trước giờ con chỉ vì muốn kiếm tiền mà không báo hiếu được cho nội. Nhưng thật sự trong khoảng thời gian em đi đó, em cũng mua thực phẩm, mua tổ yến, mua những thứ bổ dưỡng nhất mà đồng tiền em phải dành dụm được, em gửi về cho những đứa bạn thân nhất của em để em kêu tụi nó đem lên nhà chưng hay là nhà chế biến nó cho nội em ăn. 2-3 ngày sau thôi, lúc đó là 11:20, em nhận được điện thoại là nội em mất. Lúc đó là em lại tiếp tục thôi, chỉ biết là bỏ hết tất cả mọi thứ của em, chạy lên và vách sách vali em về liền. Lúc đó về thì nội em chưa liệm nữa, em vẫn nhìn thấy mặt nội và em chỉ ôm tất cả quần áo của nội em khóc. Em khóc cho đến khi mà em ngủ hồi nào cũng không hay nữa. Thì khi nội em mất, gọi là cái mất thương đau nhất cả cuộc đời của em, không còn gì em để mất được nữa. Và hiện tại bây giờ em nghĩ là cuộc đời em không còn gì để mất đâu. Nên là em nghĩ là bản thân em giờ phải cố gắng làm sao để nuôi dưỡng bản thân mình và cố gắng làm sao để mình trở nên thành công hơn. Cũng may mắn cho em là em cũng hiện tại em cũng có được cái người bên cạnh của em. Kể về tình yêu thì nếu mà nói ra chuyện có thể là mọi người hay biết là mối tình đầu của em. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? 16, 17. Cái là mối tình đầu của em 16, 17 tuổi. Dạ. Là thật sự thì lúc đó em có không nghĩ là sẽ yêu đương đâu. Nhưng giống như là em thấy cảm xúc lúc đó là hay là em vừa chia tay bạn nữ. Mà em quen bạn nữ đó em có tình cảm với người ta không? Em nghĩ lúc đó là hay là mà, em còn con nít quá thì phải. Lúc em đang quen cái cô đó là em chưa có thích ai con trai đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em vẫn có tình cảm với cô đó nhưng không có sâu đậm. Dạ đúng rồi. Rồi khi em quen cái mối tình này thì kéo dài được bao nhiêu lâu? Hai năm mấy là sâu đậm đó nha. Em thấy là lúc quen bạn đó thì thật sự là cảm giác của em rất là ngại. Ngại là không, là sợ người ta biết á hả? Dạ, một phần là sợ ngoài biết, sợ gia đình biết. Và em ngại, gọi là có thể là ngại ra đường với hai đứa như vậy. Dần thì em thấy là cảm xúc giống như là bạn đó lại quan tâm em nhiều hơn. Kể cả em đi học hay là gì đó cũng đều đưa rước, đưa đón em.
nên dần em có tình cảm và quen thời gian dài, và hai đứa em cũng có thể là tự tin, gọi là tự tin ra đường luôn. Khi mà em thấy cái người bạn trai đó quan tâm em á, thì dần dần em có tình cảm. Thì anh chỉ có câu hỏi là có thể đó là cái sự cảm kích thôi mà. Hay là do em thiếu tình cảm, yêu thương của cha mẹ, đâm ra là ai tốt với em quá nên em cảm động. Lúc trước đây thì em cũng đã từng suy nghĩ là có thể là do là em sống thiếu thốn tình cảm, nên là em chỉ cần thấy là một người nào quan tâm mình, thương mình thì em sẽ bị đổ về hướng người đó. Em sẽ bị xúc động. Dạ. Ban đầu yêu thì em cũng chưa nghĩ là sẽ yêu gì đâu, nhưng mà bạn đó gọi là quan tâm và tốt với em chăm quá. Gọi là quá tốt, có thể là còn tốt hơn cả là chăm sóc bản thân người đó. Cũng có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, cũng có cãi nhau, cũng có vất vả, cũng có nhiều thứ lắm. Cãi nhau về chuyện gì em? Em có thể chia sẻ. Thì ngày hôm đó em nhớ là bạn ấy bắt em phải ở nhà, nhưng mà thật sự thì em nói với bạn là em chỉ nói xạo thôi. Em nói là em đi ra ngoài với vài người bạn. Thật sự là em chỉ muốn em đi bộ và đi dạo một mình cho, thoải mái cho em thôi. Thoải mái. Em đi khoảng được không tới nửa tiếng thì bạn ấy đã chạy xe kiếm em. Đi có nửa tiếng mà ép buộc kêu về, nên em khó chịu đúng không? Dạ không, đi kiếm mình và bắt mình đi về. Thật sự lúc em cũng đã ngồi lên xe và bạn ấy chở em lại một nơi, gọi là cái nơi đó cũng là nơi nhiều kỷ niệm của hai đứa em, cánh đồng thì phải. Cũng là hơi vắng và cũng có sông đó, nói chung là ở đó rất yên tĩnh và rất thoải mái. Thì ra đó thì bạn ấy mới đem hết tất cả quần áo cặp mà bạn ấy mua tặng em, đem hết những tất cả những kỷ niệm của hai đứa ra và dục thẳng xuống đất và nói em là muốn chia tay hay gì đó. Thì nói thì thật sự lúc đó em cũng không nói gì hết và em chọn cách là em quay mặt em đi. Thì lúc đó là bạn ấy lấy xăng tưới lên người. Trời ơi. Mà thật sự thì em nghĩ lúc đó chỉ là hù em thôi. Hù thôi chứ không phải là cố tình như vậy. Nhưng mà làm thiệt luôn, là đốt, là không đổ phải xăng làm thiệt, lên người luôn. Thật sự là đổ xăng lên người. Nhưng mà khi em thấy đổ xăng là em quay lại rồi. Và em kêu thôi đi, đừng nghĩ không có chuyện gì nữa hết á. Và em đang cố chạy thật là nhanh lại. Thì là xui một điều là có gió, ở đó có gió. Tại cánh đồng mà, gió rất là lớn. Thì bạn ấy để học việc, em nhớ là để học việc rất là xa, xa tay vậy nè. Nhưng mà lửa đang bình thường và lúc gió đó nó bạc á, gió nó gió bạc, thật sự là lúc đó gió và lúc đó bị phật lên. Thật sự là lúc đó em gọi là em bị chết đứng, em chỉ biết la làng và nhờ người cứu thôi, và em không biết lúc đó như thế nào. Rồi lửa nó cháy người đó luôn. Dạ, và cháy khá nhiều, như là hủy hết cơ thể 90%. Và bạn ấy cũng là con một của một gia đình gọi là khá giả. Sao tại sao mà không có suy nghĩ khờ dại như trời. Em nghĩ có thể là chỉ là một phút nông nổi gì đó, muốn chứng minh cho em thấy là... Chứng minh có nhiều cách để chứng minh lắm, rất là nhiều cách để chứng minh. Và thí dụ em đi ra đường như vậy, thí dụ có thể nè, có thể là dù như giờ nghi ngờ đi là em đi chơi với bạn khác hay là em có quen ai đi, thì mình có thể đi theo mình gần. Mình chạy từ mình nhìn có cái, mình quan sát như là mình thấy bạn mày bình thường và cả lúc mình phải gìn hết cái đoạn đường đó để coi bạn mình làm cái gì. Nóng lên rồi chị, mình đâu không có kiểm soát được đâu. Trong khi em ở với là cái người đó làm quen hai năm mấy mà em có thường xuyên bỏ đi không, hay là chỉ có lần đầu tiên em đi thôi? Đa số là hình như là ngày nào hai đêm cũng gặp nhau, không ngày nào không gặp hết. Hay là hai người giận nhau vài ngày? Dạ, vài ngày đó xong rồi em giống như là em muốn là đi thoải mái thôi. Rồi sau cái chuyện đó rồi hai người như thế nào em? Thật sự thì lúc đó em không còn biết một cái gì nữa hết. Chết đứng rồi. Em lấy điện thoại bạn ấy ra và điện cho mẹ. Thật sự thì em rất là hiểu rõ là bạn ấy chưa bao giờ gọi là nói về giới tính của mình cho gia đình bạn ấy biết. Nên em chọn cách là em nói em Khương Vị là một người bạn và tai nạn xảy ra như vậy. Em chở bạn ấy vào bệnh viện thì gia đình ấy xuống và lập tức chuyển từ bệnh viện thành phố qua bệnh viện trung ương, rồi từ trung ương phải chuyển thẳng lên Chợ Gãy. Và trong thời gian chữa trị đó là gần một năm. Trong khoảng thời gian đó em lúc nào cũng nhắn tin. Khi thời gian quen đó thì hai đứa em gọi là ít tương tác với mạng xã hội và hai đứa em tạo một nick gọi là nick riêng, hai đứa nói chuyện với nhau thôi. Và giống như hàng ngày em vẫn vô đó em nhắn tin, giống như là tự bản thân mình nói chuyện thôi. Em muốn là giống như có cái kỳ tích gì đó, nếu bạn ấy bình phục lại, nếu còn sống thì vào đó xem những gì mà hàng ngày em làm và những gì hàng ngày em nói và em có thể nhớ, em sẽ ghi vào đó hết. Đó. Sao em đi lên thăm lo cho bạn ấy? Dạ, gia đình em cũng có biết chuyện đó. Và gia đình em cũng nói là nếu con mà gặp gia đình người đó chắc chắn con sẽ có chuyện. Năm đó em sợ. Đúng rồi, sự dạ. Năm đấy hình như em mới 17 tuổi ha. Dạ. Em cũng đã từng đến bệnh viện và em cũng đã từng tìm từng phòng để thăm và em chỉ đứng ở ngoài thôi. Chứ tình cảm cũng đã 2 năm mấy, đâu phải nào mà vô tình. Sao mà có suy nghĩ khờ dại vậy trời?
Rồi sau cái giai đoạn gần 1 năm chữa trị đó thì bạn đó ổn hơn nhiều không em? Thì trong khoảng thời gian đó thì em chỉ luôn ước một điều là em sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ, em ốm đau bệnh tật hay là em chấp nhận nửa tuổi thọ của mình, em vẫn chỉ cầu mong là bạn ấy sống. Cho dù bạn ấy tật nguyền hoặc sẽ lăn đi nữa thì đúng là cuộc đời này em sẽ đi liền với bạn đó. Thì khi ngày bạn đó về, đêm nào em cũng vào cái nick đó hết. Thì em thấy nick sáng đèn, thật sự là em rất là mừng. Em không biết là có đúng hay sai hay là có chuyện gì rồi hay là ba mẹ bạn ấy lấy điện thoại. Thì bạn ấy nhắn tin em là đã về rồi và đã ổn. Và hỏi em sống khỏe không, em như thế nào trong thời gian đó. Thì em cũng nói một câu là ra cửa nhà đi, em sẽ chạy lên kiếm. Thì lúc đó em lên cửa nhà, em cứ đứng đợi hoài thì bạn ấy không ra. Em đi về, về sau thì bạn ấy nói là dạo này em khá ốm. Và nó nhìn thấy em từ trên lầu nhìn xuống mà em lại không nhìn thấy. Mà lý do tại sao bạn nó không xuống gặp em có biết không? Dạ biết. Là vì là thương, tích bị chưa, thương tích chưa lành. Chưa lành. Thời gian nửa tháng sau, rồi một tháng sau thì hai đêm mới gặp nhau ở bên ngoài. Thật sự thì em cũng mừng là có thể là gia đình có điều kiện nên là phẫu thuật đắp da, nên là hoàn toàn từ gương mặt, da mặt, da tay, da, chúng là da toàn thân đều hoàn toàn như da bình thường hết. Và không có một cái vết gì hết, giống như bình phục hoàn toàn. Chỉ một điều là bị quỷ hai lỗ tai. Có lẽ là thời gian nói về rồi dần dần nói chuyện rồi nhiều chuyện này nọ. Giống như là tình cảm hai đêm giống như là đã nhạt. Rồi dần thì hai đêm cũng gọi là cắt đứt liên lạc với nhau. Em không biết là bạn ấy bây giờ gọi là thế là thay đổi tính tình hay là bạn ấy vì gia đình hay là vì cái gì đó hay là hứa hẹn một điều gì em không biết. Nhưng mà hai đêm chọn cách là chia tay nhau. Thì chia tay nhau xong khoảng thời gian đó thì em lập nghiệp, em lên Sài Gòn và em làm việc thì cũng em cũng từng gặp gỡ nhiều bạn bè, cũng đi chơi đây đó, cũng đi du lịch và em cũng gặp một bạn mới. Là người yêu thứ hai của em. Dạ, và hiện tại hiện giờ của em. Không biết có phải quả báo hay không. Cái người đầu tiên em quen thì mối tình đầu tiên em là một người gọi là có ăn học và gọi là thạc sĩ và rất là giỏi và rất là hiền, không rượu chè, không gì hết. Hay gặp người thứ hai thì người đó lại là một công tử, ăn chơi, nhậu nhẹt, đi bar thường xuyên, rất là vô tâm, không quan tâm em một điều gì hết. Và nhưng mà em lại yêu người đó nhiều. Thật sự thì bạn ấy cũng hay là cũng thương, cũng thích em nên là quen. Quen nhau được khoảng một thời gian thì bạn ấy lại muốn em sống với bạn đó. Muốn cả hai cùng đều ra riêng để sinh sống. Thật sự em nghe những thứ đó em rất là thấy thích. Nhưng mà em nghĩ là nếu mình hiện tại bây giờ công việc của mình đang rất là ổn, mình ra riêng liệu như vậy, mình có tin chắc người này sẽ thay đổi về mình không? Mình có tin chắc là người này chịu nghỉ đi chơi hay nghỉ giảm bớt những cái sự chơi bời đó không? Sao em không đặt thẳng vấn đề với lại cái bạn đó luôn? Lúc đó em không muốn đặt thẳng, em muốn nhìn thấy. Em mới nói bạn ấy là nếu ra riêng thì công việc hiện tại là mình phải bỏ. Bạn ấy nói là ok, về cứ về đây đi, thì mọi thứ thì cứ để bạn ấy lo. Nhưng tính của em này là từ nhỏ tới lớn em không muốn, không cần sự lo lắng gọi là tiền bạc từ người khác đưa cho em. Em muốn tự lực nên là em chọn cách là nếu ra riêng phải hạn chế tất cả mọi thứ ăn chơi lại. Vẫn có thể đi chơi cuối tuần, có thể gặp gỡ bạn bè hay là cuối tuần có thể đi nhậu nhẹt hay là đi bar búp gì đó. Muốn thích thì cứ tự nhiên đi. Nhưng mà đừng có phải một tuần đi 5-3 ngày, rất là phí phạm. Em nói thương lượng với nó là mình mở một cái quán nước nhỏ để mình cùng kinh doanh. Thứ nhất là bán thời gian, thứ hai là cũng kiếm thêm thu nhập. Tuy ít nhưng mà nó sẽ vui và có thể là tình cảm với nó sẽ nhiều hơn. Và em nói bạn đó, nếu chắc chắn, khả năng nếu nhắm làm thì em sẽ ra riêng. Thì bạn ấy nói với em là chắc chắn. Nhưng mà em vẫn chưa tin chắc là bạn ấy sẽ chắc chắn. Tại biết tính tình mà con người có thể là nói suông cho em đi ra ngoài thôi. Thì em mới xin gia đình, xin phép gia đình em là cho em ốp nửa tháng. Là em cứ nói xạo với mình đó là em đã nghỉ rồi. Thì thật sự thì một ngày đầu tiên về ở chung thì rất là vui. Rồi bạn ấy công việc thì bạn ấy cứ bàn ra, không có nhiệt huyết để vào cái quán nước đó. Thì em mới nói một điều là nếu cuộc sống dựa vào đồng tiền của ba mẹ tới đến tầng tuổi bây giờ vẫn còn dựa vào, bản thân bạn ấy thì sống đủ. Còn nếu bây giờ em mà không làm việc nữa, không bao giờ sống được và không để hai đứa cứ biết nằm ở nhà nước phay, nằm ở nhà bấm điện thoại cho qua ngày vậy sao? Có thể là bạn ấy hiểu và bạn ấy hỏi em là gì, đưa ra những cái gì cần thiết.
thì em viết cả tờ giấy, kể cả nhiên liệu mua ở đâu, từ cái tủ mua ở đâu, bàn ghế mua ở đâu, và tất cả mọi thứ bản thân em phải tự tìm tòi hết. Thì bạn ấy lại là người chở em đi mua tất cả những thứ đó. Cái quán của em có tên là Chàng Nành ở Cống Quỳnh. Thì là xe bán tụi em gửi khoảng đường khá xa. Thì lúc đó em muốn là đem phụ đẩy. Thì bạn ấy mới nói em một câu là em đang tham gia nhiều show, hay là em chơi game show, em cả tham gia nhiều mẫu chụp ảnh quảng cáo, thì thôi đi, công việc này để cho anh làm. Và nói em là em chỉ việc đứng ở quán nước, vì tính anh trầm cảm, tính không nói nhiều, em cứ đi ra ngoài hỏi khách uống gì, còn tất cả thứ để làm, mọi thứ còn lại thì để cho anh làm hết. Thật sự thì lúc em rất là mừng, hay là người đã thay đổi rồi, mừng lắm. Thì đúng, thật sự là vậy, công việc bạn đều làm hết và dành làm hết. Cái này á, em làm là cho bạn ấy thay đổi là đó. Tình yêu á, tình nó thay đổi, làm cho bạn ấy thay đổi. Và hiện tại hai em sống với nhau gọi là rất là vui, rất thoải mái. Sao em không rủ bạn ấy đến đây luôn, nhút nhát không dám xuất hiện trước đông người gì? Dạ không, nói chung là bạn ấy cũng bây giờ quen em thì cũng ra đường cũng thoải mái rồi. Bạn bè em biết cũng khá nhiều, ba mẹ bạn ấy cũng biết em và cũng đã từng dắt em về nhà, và kể cả ba mẹ bạn ấy rất là thương em. Biết hai người quen nhau không? Dạ biết, nhưng vấn đề là có thể là dòng họ của gia đình bạn đó. Nhưng mà cho chị hỏi là gia đình của em có biết là hai người yêu nhau không? Dạ có. Biết, coi như là hai gia đình hai bên biết nhau hết rồi hả? Dạ đúng. Rồi gia đình em có nói gì không? Dạ không. Vậy là vui vẻ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc mà. Thì anh chỉ thấy là cuộc đời của Khải á, nó trải qua quá nhiều biến động. Là tuổi thơ của em thì hơi thiếu tình cảm của bố mẹ ha. Lớn lên thì em phải tự lập từ rất là sớm, nhưng mà em đã vượt qua hết những cái điều đó. Em có một cái châm ngôn riêng nào cho bản thân mình sau khi đã đúc kết qua một cái quãng đường dài? Có thể là trên đời này cái chuyện cũng có thể xảy ra hết, chỉ là do bản thân mình muốn hoặc là không. Chị thay mặt chương trình sẽ chúc em gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống này. Dạ, em sẽ cảm ơn chị. Cảm ơn Khải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Come Out. Và